Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay tiếp tục với series mua hàng trên mạng thì mình sẽ khui hộp cho các bạn xem một sản phẩm, đó là một cái micro dùng cho điện thoại. Cái micro này thì mình đặt trên Lazada, nhưng mà cái shop bán cái này á, thì nó ở nước ngoài. Và cái này thì nó đã ship qua từ nước ngoài về, nhưng mà nó ship rất là nhanh. Mình mua tầm chưa được một tuần là nó đã có rồi. Các bạn thấy cái thông tin trên đây không? Nè, được gửi nè. Shenzhen là ở đâu nhỉ? Thượng Hải hay nhỉ? Ở Trung Quốc. Này, nó gửi trực tiếp từ bên Trung Quốc qua. Mình không biết nó gửi kiểu gì mà rất là nhanh. À, tốc độ nhận hàng của nó, tốc độ gửi và nhận của nó cũng tương tự như mình đặt trên các shop ở Việt Nam, trên Lazada thôi. Bây giờ mình sẽ mở ra cho bạn xem. Bỏ trong cái túi zip là một cái túi bằng nhung. Trong túi này không phải bằng nhung mà là bằng da. Ở đây mình có một cái vết xước ở chỗ này, các bạn thấy không? Nó bị xước này. Nó bị lủng hay bị xước này. Ở bên trong chúng ta sẽ có micro, rất là gọn thôi. Micro chúng ta sẽ như thế này. Chúng ta có cái kẹp để chúng ta cài vào áo này, kè vào áo và sử dụng thôi. Nó là nhỏ gọn. Cái túi mình rất thích cái túi da này, rất là đẹp. Nhưng mà nó bị lủng một tí, không phải là người bị cắn gì đâu, bị xước. Túi da khá là đẹp, các bạn có thể bỏ vào và các bạn rút lại, nghĩ là nó rút lại, rút ra được. Rút lại hay cột lại gì đó. Đó thì túi sẽ như thế này. Và những cái loại mà hàng mà trên Lazada mà nó để là những cái shop ở nước ngoài ship về thì mình nghĩ các bạn nên thanh toán bằng thẻ trước. Hình như là nó không có thanh toán ở nhà. Thanh toán tại nhà thì không có cái hình thức này. Các bạn mua hàng này ở nước ngoài thì phải thanh toán trước, mặc dù là trên Lazada. Cái phần đuôi chúng ta sẽ là ba giác và được mạ đồng hay là mạ vàng. Cái này chắc là mạ đồng nha, mạ vàng rất là đẹp. Dây mình nghĩ là khoảng là 1,5 m. Đây chúng ta sẽ có cái bông chống ồn ở đây. Đây, đây là cái mic kẹp khá là chắc, bông chống ồn. Lát nữa mình sẽ thử cái chất lượng thu âm cái này cho các bạn xem. Chào các bạn ha. Bây giờ mình sẽ thử dùng cái mic này. Đây, mình sẽ cắm vào như thế này. Các bạn nghe rõ không ạ? Đây, mình sẽ cắm vào như thế này. Đây. Như các bạn thấy khi cắm cái mic này vào thì nghe rất là rõ luôn á. Và nó hạn chế ồn cũng khá là nhiều, vì nó có cái miếng bông lọc á, khi gió thổi ngang thì nó sẽ lọc bớt và nó không bị tiếng ù như khi các bạn không có dùng cái mic này. Và cái sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu các bạn, đó là cái sản phẩm này, là Super Clear.
Đây là một cái loại để vệ sinh những thứ như là bàn phím hoặc là những cái máy, những cái kẹt mà các bạn không vệ sinh được thì các bạn dùng cái này. Liên mua cái bịch này thì mình cũng có để bên dưới nha, các bạn có thể click vào đó xem và tham khảo ha. Thì nó dạng như thế này, ở trong thì nó dạng nhìn có vẻ thì nó các bạn nghĩ là nó sẽ dơ, nó bẩn, nhưng thực sự là nó không có dính, nó còn như vậy nhưng nó không dính tay, nó dạng như là keo vậy đó, keo nhưng mà nó là dạng, gọi là dạng gel đó, thì nó như thế này, không như miếng xi gum vậy đó, không dính tay. Thứ như thế này thì các bạn có thể chùi đó, các bạn hay chùi vào như thế đó. Đó, vì những cái này trong này thì các bạn, những cái trong cái phím như thế này thì các bạn không thấy như nào mà lau chùi được, thì các bạn dùng miếng này đang lau. Thì nó gì, nó vì nó dẻo quá nên những cái này nó sẽ luồn vào được, nó luồn vào trong đây đó, luồn vào trong này. Vì nó giống như là keo vậy đó nên nó sẽ dính những cái bụi bẩn, nó dính vào cục này. Các bạn cứ thế mà lao 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 đến khi nào cái cục này nó dơ quá thì thôi các bạn giục đó, nó sẽ dính những cái bụi bẩn, nó dính vào. Không, khá là tuyệt á. Chỗ nào thế này là các bạn có thể lau máy tính, bàn phím máy tính nha. Ở đây thì mình có một cái laptop ở trên đây, đây một cái laptop ở trên đây, các bạn chờ một tí nhặt cái này ra. Đây một cái laptop, chúng ta sẽ lau như thế này thôi. Cái thì cứ lau như thế này, cực kỳ là sạch luôn á. Màn hình rất là sạch luôn á. Cứ lăn 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 như thế này là sẽ sạch. Này các bạn xài cái này các bạn không sợ là ướt nước hay là gì cả, vì nó dạng như giống keo đó, các bạn lướt qua thì nó sẽ không có dính cái gì hết. Để vệ sinh cực kỳ sạch. Và Linh mua cái sản phẩm này và cái micro này thì mình để link ở bên dưới phần mô tả của video ha. Các bạn có thể click vào đó xem tham khảo giá và mua nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Bye. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để chúng tôi có thể ra video thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.